Rồi, đề bài cho như sau: 2 x cộng 3 phần 4 trừ x bằng 4 nhân trị tuyệt đối của x trừ 1 phần 3. Thì thứ nhất các bạn phải tìm mẫu số chung. Thì 3 này chính là 3 phần 1, vậy mẫu. Thì các bạn không biết, người ta lấy 4 nhân 1 nhân 3 mới 12. Rồi, các bạn kẻ mẫu nè, bạn kẻ mẫu 12, 12. Rồi, 4 thì thiếu mấy ạ? Thì lấy 12 chia 4 thiếu 3 nhân 3. Hay 1 thiếu mấy à? Lấy 12 chia 1 thiếu thiếu 10, 12. Tiếp tục 3 thiếu mấy à? Lấy 12 chia 3 thiếu 4, 4 nhân 4 chỉ được đó x trừ 1. Rồi, do mẫu này nó khác không rồi, các bạn bỏ hai này giống nhau, bỏ luôn. Đó, vậy mình sẽ có 3 nhân 2x cộng 3 trừ cho 36 bằng 16 chỉ đó x trừ 1 bằng. Tương đương ở đây các bạn phân phối vào ra là 6x cộng 9 trừ 36 bằng 16 x trừ 1. Sau đó các bạn rút gọn nè, tương đương nè, thì các bạn rút gọn giúp lại chỗ này là 6x ra là trừ 20 mấy ạ? Lấy trừ 36, 36 trừ 9 được 20, 27 vậy trừ 27 bằng 16 x trừ 1. Sau đó các bạn viết ngược lại để cho nó đúng dạng đi, 16 chỉ đó x trừ 1 bằng 6 x trừ 27. Rồi, nhân nè, chuyển qua thành chia, vậy chỉ đó x trừ 1 bằng 6 x trừ 27 phần 16. Thì đây là dạng gì ạ? Chỉ đó A bằng B. Thì tương đương nè, B phải lớn hơn bằng bằng 0, và ta có A bằng B hoặc A bằng trừ B, được chưa? Và các bạn áp dụng cái kiến thức này thì các bạn sẽ giải ra được bài này, được chưa? Rồi, muốn không biết thì là sẽ giải luôn. Đó, là giải luôn. Là giải tới cái phần nào mà các bạn biết thôi nha các bạn. Rồi, tương đương nè, B nè, vậy là 6x trừ 27 phần 16 lớn hơn bằng bằng 0. A nè, B nè, A, B, vậy A bằng B. Hoặc nha, hoặc A bằng trừ B là trừ. Đóng ngoặc vào. Đó, cho nó an toàn. Tới đây các bạn làm tương tự thì các bạn sẽ ra nha các bạn. Ok chưa? Rồi,